Bạch Thế Tôn đối với năm uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh ảo, như sóng nắng, như hình tượng, như huyễn, như hóa, hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là năm uẩn như mộng cho đến năm uẩn như hóa? Tên của năm uẩn như mộng vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của năm uẩn như mộng vân vân không có, nên tên của năm uẩn như mộng vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với viễn ly, tịch tịnh, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, dứt hết các lý luận, chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, hoặc tăng, hoặc giảm, con đều không biết, không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là viễn ly cho đến pháp trụ? Tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của viễn ly vân vân không có, nên tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với các pháp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc tăng hoặc giảm, vân vân, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là các pháp thiện chẳng thiện? Tên của các pháp thiện chẳng thiện vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp thiện chẳng thiện vân vân không có, nên tên của các pháp thiện chẳng thiện vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, và đối với các pháp chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là các pháp quá khứ, đây là các pháp chẳng phải quá khứ, vân vân. Tên của pháp quá khứ và tên pháp chẳng phải quá khứ đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các pháp quá khứ và nghĩa pháp chẳng phải quá khứ không có, nên tên của pháp quá khứ và tên pháp chẳng phải quá khứ đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, những gì gọi là pháp chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, Bạch Thế Tôn, đó là pháp vô vi. Bạch Thế Tôn, pháp vô vi là pháp không sanh, không trụ, không diệt. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát Thanh Văn Tăng vân vân trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát Thanh Văn Tăng vân vân trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, các tên như vậy đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì các nghĩa như vậy không có, nên các tên như vậy đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp đã nói như trên, hoặc tăng hoặc giảm, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là các đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, đối với đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa, con đều không biết không đắc, thì làm sao bảo con đem pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tên các đại Bồ Tát và tên Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì hai nghĩa này không có, nên tên hai pháp này chẳng phải không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, các pháp như vậy do nhân duyên hòa hợp, giả gọi là Đại Bồ Tát, giả gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hai giả danh này ở trong uẩn xứ giới không thể nói, cho đến ở trong 18 pháp Phật bất cộng không thể nói, ở trong năm uẩn như mộng không thể nói, cho đến ở trong năm uẩn như hóa không thể nói, ở trong viễn ly, tịch tịnh, vân vân không thể nói, cho đến ở trong tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát Thanh Văn Tăng vân vân trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương không thể nói. Vì sao? Vì các pháp nói trên tăng giảm đều không thể biết, không thể đắc.
Bạch Thế Tôn, Năm Uẩn, vân vân nói trên không chỗ nào có thể nói tên các đại Bồ Tát và tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không chỗ nào có thể nói tên Như Mộng, vân vân như vậy, không chỗ nào có thể nói tên Như Hư Không, không chỗ nào có thể nói tên Như Địa Thủy Hỏa Phong Không, chỗ nào có thể nói tên Như Giới Định Tuệ giải thoát tri kiến, không chỗ nào có thể nói tên Như Dự Lưu Nhất Lai Bất Hoại A-la-hán độc giác Như Lai và các pháp kia, không chỗ nào có thể nói tên thiện chẳng thiện, thường vô thường, lạc khổ ngã vô ngã, viễn ly không viễn ly, tịch tịch không tịch tịch, vân vân, hoặc có hoặc không, đều không chỗ nào có thể nói tên đại Bồ Tát và tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không chỗ nào có thể nói. Vì sao? Vì các tên như vậy đều không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì các nghĩa như vậy không có, nên các tên như vậy đều không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, do nương vào nghĩa này nên nói, đối với pháp hoặc tăng hoặc giảng, con đều không biết không đắc. Như vậy sao có thể nói đây là đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, đối với hai điều này, hoặc nghĩa hoặc tên, con không biết không đắc, thì làm sao bảo con đem pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát? Do nhân duyên này, nếu đem pháp đó dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát, thì con sẽ hối hận. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khi nghe rồi đem tướng trạng như vậy giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tâm không chìm đắm, cũng không lo lắng ăn năn, tâm không kinh hãi sợ sệt, nên biết đại Bồ Tát này quyết chắc đã an trụ địa vị bất thối chuyển, đem vô sở trụ làm phương tiện mà trụ. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào sắc cho đến thức, không nên trụ vào nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên trụ vào sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên trụ vào nhãn giới cho đến ý giới, không nên trụ vào sắc giới cho đến pháp giới, không nên trụ vào nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không nên trụ vào nhãn xúc cho đến ý xúc, không nên trụ vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không nên trụ vào địa giới cho đến thức giới, không nên trụ vào vô minh cho đến lão tử. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc tánh sắc là không, thọ tưởng hành thức tánh thọ tưởng hành thức là không. Bạch Thế Tôn, sắc này chẳng phải không sắc, không của sắc này chẳng phải sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào sắc cho đến thức, cho đến lão tử, nên biết cũng như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì bốn niệm trụ, tánh bốn niệm trụ là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ này chẳng phải không của bốn niệm trụ, không của bốn niệm trụ này chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ chẳng lìa không, không chẳng lìa bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng nên biết như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bố Thí Ba La Mật Đa, tánh Bố Thí Ba La Mật Đa là không. Bạch Thế Tôn, Bố Thí Ba La Mật Đa này chẳng phải là không của Bố Thí Ba La Mật Đa, không của Bố Thí Ba La Mật Đa này chẳng phải Bố Thí Ba La Mật Đa. Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng lìa không, không chẳng lìa Bố Thí Ba La Mật Đa. Bố Thí Ba La Mật Đa tức là không, không tức là Bố Thí Ba La Mật Đa. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ vào Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên biết cũng như vậy.
Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào các chữ, không nên trụ vào sự dẫn dắt các chữ, hoặc sự dẫn dắt một lời, hoặc dẫn dắt hai lời, hoặc dẫn dắt nhiều lời, không nên trụ vào thần thông thù thắng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các chữ, tánh các chữ là không. Bạch Thế Tôn, các chữ này chẳng phải không của các chữ, không của các chữ này chẳng phải các chữ, các chữ không lìa không, không chẳng lìa các chữ tức là không, không tức là các chữ. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào các chữ. Đối với dẫn dắt các chữ đưa đến thần thông thù thắng nên biết cũng như vậy. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc không hoặc bất không, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly của các pháp. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì thường vô thường của các pháp và tánh thường vô thường của các pháp đều là không. Bạch Thế Tôn, các pháp thường vô thường này chẳng phải là không của các pháp thường vô thường, không của các pháp thường vô thường này chẳng phải là các pháp thường vô thường. Các pháp thường vô thường chẳng lìa không, không chẳng lìa các pháp thường vô thường. Các pháp thường vô thường tức là không, không tức là các pháp thường vô thường. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào thường hoặc vô thường của các pháp cho đến viễn ly, không viễn ly của các pháp, nên biết cũng như vậy. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh thật tế. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chân như của các pháp, pháp tánh chân như là không,